Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 19 giờ 45 phút thứ bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ghi nhận ngày văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Dự án đường Tân Sơn Tạ Năng tăng tốc giải ngân. Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết sản xuất. Bác Ái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Sắc Lai và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 là một trong những sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận với thành phố Cần Thơ trên lĩnh vực văn hóa và du lịch. Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh văn hóa du lịch Ninh Thuận đến với nhân dân, nhà đầu tư, đơn vị lữ hành tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều nay, phóng viên Minh Tuấn và Hoàng Phát đã ghi nhận những không khí đầu tiên tại khu vực tượng đài Bác Hồ, phường Tân An, quận Ninh Kiều, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc vào tối nay và nhiều sự kiện trong những ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Phát đang có mặt tại phố đi bộ Ninh Kiều thuộc thành phố Cần Thơ và tại nơi này sẽ diễn ra sự kiện Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Và lúc này thì Phát thấy cũng đã có khá đông du khách đang có mặt ở đây. Và khi các bạn đến phố đi bộ này thì các bạn sẽ được tham quan 25 gian hàng trưng bày về những sản phẩm OCOP cũng như là sản phẩm về ẩm thực của Ninh Thuận. Ngoài việc tham quan những gian hàng đặc sản OCOP của Ninh Thuận cũng như là thưởng thức những tiết mục văn nghệ thì chúng ta còn được thưởng thức những ẩm thực đặc sản của Ninh Thuận. Giống như là gian hàng đây là chúng ta đang thấy là các bạn đang nướng thịt gì ạ? Thịt cừu. Dạ, thịt cừu. Thịt cừu cũng là một trong những đặc sản rất là nổi tiếng của Ninh Thuận. Và các bạn có thể thấy là du khách đang tham quan rất là đông và mọi người ở thành phố Cần Thơ cũng như là các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang rất là háo hức nóng lòng cũng như là chờ đón thưởng thức những món ăn như thế này. Và Phát tin chắc là ẩm thực của Ninh Thuận sẽ để lại trong lòng du khách của thành phố Cần Thơ, các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng như là du khách trong nước và quốc tế những tình cảm cũng như là những kỷ niệm khó quên khi mà đến với những triển lãm gian hàng như thế này. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng hệ sinh thái vườn quốc gia và các giá trị văn hóa truyền thống, hiện nay đồng bào Sắc Lai ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái đang nhân rộng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại thôn Hành Rạc 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, hay còn gọi là làng du lịch cộng đồng Chapi, ngay khi đặt chân đến, du khách đã ấn tượng với con đường hoa được người dân trồng và chăm sóc. Những ngôi nhà sàn truyền thống dọc hai bên đường cũng được người dân đầu tư trang bị đủ tiện nghi. Lần đầu đặt chân đến đây, chị Kim, một du khách ở thành phố Hồ Chí Minh, đã cảm thấy thích thú vì được trải nghiệm cùng người dân chăm sóc và thu hoạch bưởi. Sau khi mà được trải nghiệm du lịch Phước Bình 2 ngày, thì em cảm thấy khí hậu nơi đây rất là mát mẻ. Xung quanh thì yên tĩnh, đời sống của bà con Rắc Lai ở đây thì cảm thấy yên bình. Để xây dựng làng du lịch cộng đồng Chapi, Ủy ban Nhân dân xã Phước Bình, huyện Bác Ái vận động 30 hộ dân ở thôn Hành Rạc 2 đầu tư nhà sàn, trồng hoa dọc hai bên đường, gắn với phát triển vườn cây ăn trái kết hợp làm du lịch, đồng thời thành lập 3 đội văn nghệ dân gian để thay phiên nhau biểu diễn phục vụ du khách tìm hiểu trải nghiệm văn hóa Sắc Lai. Tham quan cái Bồ Tát. Thứ nhất, thứ hai nữa là khách có thể tham quan chùa Trại Ca Tầm, rồi là đi qua rồi đi hiking các điểm gọi là họ đi trekking như rừng núi, như là đập đá bằng hay là thác đuôi rồng. Qua đó rồi khách có thể đi tham quan tại vườn trái cây của các hộ dân và khách sẽ trở về gọi là với làng cộng đồng Chapi. Đảng ủy cũng đã xác định cái khâu đột phá, thì trong đó là có cái phát triển du lịch cộng đồng. Thì trong thời gian qua thì đấy là một cái nội dung để mà cùng giúp cho bà con là có cái nguồn thu nhập từ cái qua thông qua đó, thì là bảo tồn và phát huy cả cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Được biết tới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các lớp tập huấn đào tạo tham quan, xây dựng chương trình tham quan học hỏi các mô hình du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh, giúp đồng bào Sắc Lai, xã Phước Bình, huyện Bác Ái phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững.
Sắp tới thì sở sẽ phối hợp với lại Hiệp hội Du lịch có một cái lớp đào tạo để cho bà con tại chỗ biết được là cái việc đón khách, bố trí phòng, rồi chuẩn bị một bữa cơm, rồi xử lý trong các cái tình huống để đón tiếp khách như thế nào. Để từ đó người đồng bào Rắc Lây người ta phát triển cái đời sống, cải thiện cái thu nhập của mình và cũng tự tin hòa nhập với lại cái môi trường du lịch của cả tỉnh. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Đặt quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành địa phương thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng cụ thể trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên và có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư hàng tuần tổ chức giao ban với các đơn vị nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và kiên quyết các hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ dự án, chất lượng công trình, đồng thời chủ động chuẩn bị tốt các thủ tục điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai thực hiện dự án và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 55,5% kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó vốn trong nước đạt 55,3% và vốn nước ngoài đạt 56,2%. Riêng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 53,7% kế hoạch. Thực hiện đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, hiện nay chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn được phân bổ trong năm 2023. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại gói thầu số 22 thuộc dự án thành phần 2 đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, hiện liên danh công ty cổ phần Phúc Thành An, công ty 368, công ty cổ phần Gia Việt đang huy động tới công trường hơn 60 xe cơ giới cùng 140 công nhân kỹ sư, đồng thời tổ chức thi công ngày đêm và không có ngày nghỉ. Thì nhà thầu cũng đã đẩy nhanh cả cái hạng mục như hai cầu và cái phần nền mặt đường trên tuyến, hoàn thiện cơ bản cái phần nền để đảm bảo công tác thảm nhựa, chia làm 3 khung giờ. Đó, cả đêm, cả ngày để đảm bảo được cái tiến độ như cái kế hoạch đề ra. Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 62,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.494,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2025. Đến nay, dự án thành phần 1, đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn với chiều dài 22,3 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đối với dự án thành phần 2, đoạn từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng dài 40,2 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay đã được bàn giao mặt bằng thi công 8 km và theo tiến độ phải hoàn thành trong năm 2023. Để đảm bảo giải ngân 100% số vốn được phân bổ trong năm 2023 là 251 tỷ đồng. Hiện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết và cam kết cụ thể về đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Hưởng ứng cái tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về 90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, thì để đảm bảo hoàn thành mục tiêu là hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2023, thì chủ đầu tư đã có cái văn bản chỉ đạo cũng như làm việc cụ thể với các nhà thầu, đơn vị tư vấn trên tinh thần là yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Theo tiến độ, dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2025, tạo kết nối giao thông liên vùng của ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa và kết nối với các tỉnh Nam Tây Nguyên. Qua đó, rút ngắn cự ly đi lại và vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho người dân trong khu vực. Nhờ tập trung nguồn lực đầu tư, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Ninh Phước đã được bê tông hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, qua thời gian đưa vào sử dụng, nhiều tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa mưa, các tuyến đường này trở nên lầy lội, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Sau mỗi trận mưa, con đường vào nhà chị Gần thường bị đọng nước. Để có đường đi, người dân xung quanh phải thuê xe đổ cát. Tuy nhiên, cũng chỉ được vài hôm, cứ có mưa là đường lầy lội. Gần 20 năm đây rồi, nó xuống hết rồi. Bây giờ là toàn cát không à. Cát là... Nhưng lại chỗ nào có nước là người ta cứ mướn xe, bỏ cát vô là cứ có đường đi. Mà thấy không, đường toàn cát, hồi đó là bê tông thôi. Bây giờ là thấy bê tông gì hết á. Ngập nước, lầy lội, ô nhiễm là thực trạng chung của nhiều tuyến đường giao thông ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Thậm chí có con đường quanh năm người dân không đi lại được vì nước ngập thường xuyên. Mỗi lần mà mưa xuống á, khoảng nửa tiếng hay là một tiếng gì đó, nước nó chảy xuống, nó ngập. Nó ngập mà không có đường nào thoát cho để trẻ nhỏ đồ đi học á, nước. Nhằm khắc phục tình trạng trên, năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Phước Hải đã trích kinh phí 2,7 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư công trình thoát nước Thành Tín Từ Tâm với tổng chiều dài gần 2 km. Ninh Phước là huyện đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Hiện các xã trên địa bàn đều phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, với nhiều tuyến đường xuống cấp và thiếu đồng bộ, đang là một khó khăn để các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện sẽ có kế hoạch định hướng lộ trình đầu tư từ năm 2023 đến 2025 sẽ tiếp tục thực hiện từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu để đầu tư các hệ thống các tuyến đường giao thông trên địa bàn, đặc biệt là vận động người dân là tiếp tục hưởng ứng tham gia là góp sức góp công góp của để mà cùng với nhà nước để thực hiện cái nội dung này. Làm sao đảm bảo được cái thiết kế hạ tầng giao thông trên địa bàn của xã, của huyện nói chung và xã nói riêng đạt được ít nhất phải là 95%. Được biết, trong giai đoạn 2021-2023, huyện Ninh Phước đã hỗ trợ để các địa phương trên địa bàn xây dựng gần 96 km đường giao thông nông thôn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tuyến đường sau thời gian dài đưa vào sử dụng đã xuống cấp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, việc cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn còn được thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ, giúp Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra. Chủ trương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được tỉnh Ninh Thuận tập trung chỉ đạo và ban hành nhiều chương trình kế hoạch. Nhờ vậy, năng lực của hợp tác xã từng bước được nâng lên, nguồn vốn hoạt động của hợp tác xã ngày càng tăng. Tính đến cuối tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có 112 hợp tác xã với số vốn đăng ký đạt 183.915 triệu đồng. Đến đây, toàn tỉnh có 13 hợp tác xã tham gia chương trình OCOP với 29 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Các hợp tác xã tham gia chương trình OCOP đã không ngừng năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, mang thương hiệu của hợp tác xã và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Việc hợp tác xã tham gia chương trình OCOP đã góp phần nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, liên kết là chìa khóa để phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo lợi ích cho cả nông dân và doanh nghiệp. Đối với Ninh Thuận, nông nghiệp chiếm tỷ trọng đến 29% tổng sản phẩm nội tỉnh. Vì vậy, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hình thành các chuỗi liên kết sản xuất. Những chuỗi liên kết này đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị nông sản, hướng tới sản xuất bền vững. Đây cũng là giải pháp giúp nông dân nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 15 năm trồng bắp nhân giống theo hình thức liên kết, ông Nguyễn Thanh Hải cho rằng chỉ có liên kết sản xuất thì nông dân mới ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Bởi vì cùng trồng bắp nhưng thu nhập lại chênh lệch đến 3 lần. Điểm mấu chốt là trồng bắp theo hình thức liên kết được doanh nghiệp hỗ trợ giống, vật tư và bao tiêu sản phẩm, còn làm theo kiểu tự do, tỷ lệ rủi ro rất cao, giá cả bấp bênh. Một sào mình kiếm lời được từ 1,5 triệu tới 2 triệu thôi chứ không có nữa. Đó, mà đó là mình không liên kết đó nha. Chứ còn mình mà liên kết á là cứ một ký nó là nó tới 12.800 đồng một ký. Cho nên mà mình có liên kết á là bà con làm rất yên tâm. Tại mình có liên kết, mình có hợp đồng, mình có này nọ thì giá cả rất là ổn định. Cứ một xào chi phí bà con kiếm được từ 6 tới 7 triệu. Biết trồng mang tay xanh mang lại thu nhập cao, nhưng 35 hộ dân ở thôn Nho Lâm chưa thể trồng vì thiếu vốn. Đầu năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận đã liên kết hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật cho 35 hộ dân ở đây. Nhờ trồng măng tây xanh, chỉ sau 2 năm, 35 hộ dân này đã thoát nghèo.
Nhóm của cô dư hiện tại là 35 hộ gia đình, mà hơn 2 phần là nghèo và cận nghèo. Cho nên dư sau khi họ trồng măng rồi thì là dư cái kinh tế gia đình á, là đã có ổn định, có tiền để cho con ăn học. Bình quân á, là một sào một ngày mà thu hoạch á, thì là 10 đến 15 kg. Thì mang lại là kinh phí cho bà con là một ngày là 500 đến 750 ngàn đồng trên một ngày. Thì từ đó là giải quyết được cái khó khăn của bà con là để thoát nghèo. Địa phương là tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân rộng mô hình và liên hệ với lại doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào cho bà con. Nông dân có đất sản xuất nhưng lại thiếu vốn và không kết nối được với thị trường tiêu thụ. Khó khăn của nông dân nhưng đây lại là thế mạnh của doanh nghiệp. Do đó liên kết hình thành chuỗi sản xuất đạt được mục tiêu kép. Nông dân nâng cao thu nhập, doanh nghiệp có sản phẩm cung ứng cho thị trường. Là doanh nghiệp có làm diện tích mà có lớn bao nhiêu đi nữa thì cũng 5-7 hectare thôi. Nhưng mà 5-7 hectare thì số lượng có thể là không đủ. Như là khi mà liên kết mà với nông dân, bà con nông dân mà tin được doanh nghiệp rồi thì họ phát triển diện tích khá rộng vài chục hectare. Để hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững, nông dân Ninh Thuận không đứng ngồi xu thế liên kết hình thành chuỗi giá trị sản xuất. Đến nay, Ninh Thuận đã xây dựng được 63 liên kết trồng trọt theo chuỗi giá trị, với tổng diện tích lên đến 14.267 hectare và 5 chuỗi liên kết chăn nuôi. Cái liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân theo chuỗi giá trị không chỉ nâng cao thu nhập mà còn làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Tăng cường, đào tạo tập huấn, nâng cao kỹ lực, nâng cao cái năng lực, năng suất tổ chức cho các cái tổ chức nhóm, cho các tổ nhóm hợp tác xã và nông dân tham gia các cái vùng nguyên liệu, chú trọng đến việc là quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp đặc thù thông qua các sự kiện hội chợ, hội thảo, kết nối giao thương trưng bày các sản phẩm, đồng thời cũng là tăng cường để cho hỗ trợ cho các cái sản phẩm được tham gia các cái sàn thương mại điện tử, đồng thời phát triển các cái chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản giữa Ninh Thuận và các tỉnh thành phố. Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của Ninh Thuận với các sản phẩm đặc thù đã khẳng định được vị thế của mình. Thời gian tới, Ninh Thuận sẽ tập trung củng cố các hợp tác xã để làm nền tảng liên kết với doanh nghiệp, qua đó hình thành các vùng liên kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức khai mạc hội thi tiếng hát giáo viên năm 2023. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Tham gia hội thi có gần 70 giáo viên, người lao động của 5 đoàn thuộc cụm thi đua công đoàn phòng giáo dục các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Tại hội thi, nhiều tiết mục múa, tốp ca, đơn ca, song ca xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi người giáo viên nhân dân trong sự nghiệp trồng người đã được các thí sinh thể hiện một cách sinh động và có sự đầu tư kỹ lưỡng. Hội thi là dịp để cán bộ giáo viên, người lao động ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó tôn vinh nghề giáo, nhà giáo, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ giáo viên trong sự nghiệp trồng người. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất thể loại đơn ca cho cụm thi đua số 5, giải nhất ở thể loại song ca và tốp ca trao cho cụm thi đua số 1. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là chiếc cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con, những năm qua, người có uy tín trong đồng bào Sắc Lai ở huyện Bắc Ái còn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và là những người truyền cảm hứng, góp phần tích cực trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa, truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Là người có uy tín, đến nay, ông Bi Năng Trách ở xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái đã đứng ra tổ chức hàng chục lớp học truyền dạy nhạc cụ Ma La, đàn cha bi, khèn bầu. Qua đó, truyền lửa giúp nhiều thanh thiếu niên ở địa phương sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ truyền thống. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tuyên truyền vận động, giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở địa phương. Có khi là 13 tuổi là đã có con rồi, có như cái đấy là không đúng. Đấy là không đúng. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền. Cái thứ hai nữa, chúng tôi là kết phối hợp với ban quản lý thôn này, tôi ở làng, ở xóm tôi.
có cái âm thanh, có cái loa đài để tuyên truyền, có cái câu lạc bộ để mà tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với luật hôn nhân và gia đình. Đã gần 70 tuổi đời, nhưng hàng ngày ông Ca Tơ Quỳnh vẫn hăng say lao động, sản xuất. Đặc biệt, từ khi Tiên Phong đưa cây bưởi da xanh về trồng thành công trên vùng đất dốc, ông Quỳnh đã trở thành cán bộ khuyến nông bất đắc dĩ. Từ sự nhiệt tình hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng bưởi, đến nay, riêng thôn Hành Trạc 2, ông Ca Tơ Quỳnh đã giúp 14 hộ dân phát triển được vườn bưởi với diện tích 11 hectare. Chính bản thân tôi là tôi thuyết phục cái bà con ở Bưu Bình nằm, mà đặc biệt là trong cái 14 hộ tôi thuyết phục đó là sau này là có thể là nói chung là tỷ lệ hộ nghèo giảm, thì đói thì không còn đói nữa, bà con ở đây là hình thành như là bưởi 100%. À, như vậy là đã tròn xong rồi, ổn định rồi, nhưng mà phải có một cái sự rồi thuyết phục bà con, tuyên truyền vận động bà con rồi áp dụng cái học kỹ thuật, công tác quản lý này, chăm sóc bảo vệ làm sao để mà đạt cái chất lượng cái quả này. Hiện nay toàn tỉnh có 124 người có uy tín, riêng huyện Bắc Ái có 37 người. Không chỉ am hiểu về chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, bản thân và gia đình những người có uy tín luôn là tấm gương trong lao động sản xuất, có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được người dân học tập và làm theo. Vai trò vị trí của người uy tín trên địa bàn là thể hiện rõ nhất là đó là gì, là cầu nối giữa đảng và nhà nước, giữa nhân dân với chính quyền địa phương. Trong thời gian vừa qua thì thông qua các cái chính sách công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đặc biệt là triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện thì nhờ cái vai trò vị trí của người uy tín là đã giúp cho huyện nắm bắt được cái tâm tư tình cảm của bà con dân. Tiêu biểu trong phát triển kinh tế, năng nổ trong công tác xã hội, những người có uy tín ở vùng đồng bào Rắc Lai, huyện Bắc Ái đang trở thành cánh tay nối dài của các ủy chính quyền ở cơ sở và là chỗ dựa của đồng bào ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để thi công hệ thống thoát nước, dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm tại nút giao Vòng Xuyến giữa đường 16 tháng 4 và đường Thống Nhất, đơn vị thi công đã rào chắn toàn bộ phần lòng đường. Vì vậy, để qua lại khu vực này, các phương tiện tham gia giao thông phải chạy lên vỉa hè. Điều đáng nói, vỉa hè tại khu vực này cũng vừa được thành phố Phan Rang Tháp Chàm đầu tư, nâng cấp. Đây là những hình ảnh sẽ được đề cập trong một phút suy ngẫm hôm nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.